Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái mẹo để à, chúng ta có thể bảo vệ được một cái cột bằng gỗ hoặc là cái cột bằng tre mà các bạn thường xuyên sử dụng là các bạn chôn dưới đất hoặc là các bạn buộc vào những cái cột bê tông này sử dụng thì à, sau một thời gian sử dụng thì à, ngoài trời mưa và nắng cái cột này nó được à, dựng thẳng đứng lên đi các bạn thì nước mưa nó hay bị à, mục cái đoạn đầu này Tức là cái đoạn đầu được cắm dơ thẳng lên trời các bạn Thì cái đoạn đầu này rất hay bị mục luôn các bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái mẹo đơn giản để giảm thiểu tối đa được cái độ mục Các bạn sẽ kiếm cho mình một cái chai nhựa như thế này Hoặc là các bạn sẽ kiếm cái chai nhựa càng to càng tốt Các bạn sẽ cắt đôi cái chai nhựa này ra như mình đã cắt cho các bạn xem ở đây Những cái chai nhựa này thì các bạn có thể kiếm ở mọi nơi Hầu như là khá là nhiều luôn các bạn Rồi sau khi các bạn đã cắt cái chai nhựa ra làm đôi như thế này Thì các bạn sẽ sử dụng cái chai nhựa này Và các bạn sẽ cắm vào cái đoạn đầu của cái cây tre Hoặc nào của một cái cột gỗ Thì cái đoạn này sẽ được dơ thẳng lên trời mà các bạn thì trong quá trình nó được đứng thẳng ở phía bên trên ý, Thì quá trình trời mưa hoặc là trời nắng thì nước mưa sẽ được chảy thẳng xuống Và nó không bị đọng nước ở một số cái nỗ của cái cây tre này Đây nha các bạn Đây này nó hay bị đọng nước ở cái nỗ này này Cái đoạn đầu mặt này này Thì trong quá trình đọng nước vào đây thì nó sẽ hay bị cái tình trạng nó mục cái đoạn đầu này Đấy nên mình sử dụng một cái phương pháp là mình sẽ cắm cái đầu chai nhựa này vào đây để khi mưa gió hoặc là trời nắng thì nước sẽ được trơn trượt thẳng xuống như vậy thì cái cây tre này của chúng ta sẽ được bảo quản cũng như là được bảo vệ rất là tốt không bị mục cái đoạn đầu này các bạn muốn nó bền hơn thì các bạn sẽ có thể bọc hết cây tre này bằng một cái chai nhựa cũng dùng cái phương pháp này Đấy. Đây là cái cột mà mình đã cắm cái chai nhựa kia. Cái cột này thì mình uh, sử dụng uh, được một khoảng một thời gian thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Cái đoạn uh, đầu che khi cắm thẳng lên trời nó không bị mục các bạn. Và cái cây che này uh, trong quá trình sử dụng thì nó được uh, bền hơn. Đấy cái phương pháp này thì chúng ta có thể áp dụng được trên một số loại cột tre uh, hoặc là cột gỗ mình thấy uh, sử dụng cái phương pháp là sử dụng chai nhựa để bọc hoặc là cắm ở phía trên đầu của những cái cột tre hoặc cột gỗ này một thời gian sử dụng thì mình thấy nó khá là ổn định và nó hạn chế được một số cái tình trạng là bị uh, mục cái đoạn đầu của cái cây tre này hoặc cây gỗ này sử dụng uh, cũng khá là ổn mình hy vọng với video ngày hôm nay sẽ giúp ích bạn cho cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn Hoặc là các bạn đang sử dụng những cái cột tre cột gỗ này và các bạn sử dụng tạm thời Thì cũng nên xem và sử dụng phương pháp này Cái phương pháp này mình đã sử dụng khá là lâu rồi Mình thấy nó rất là hiệu quả nên mình chia sẻ cho tất cả các bạn Rồi các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.